chẳng có gì đáp đền tạo phúc lâu bền ngày sau. Xin cho con trọn đời biết sống khiêm nhường, luôn hy sinh dân thân phụng vụ quê mình, vì rằng ai tôn mình từ sống khiêm hạ thì mọi người yêu hơn kẻ sống vung bạc tiền ra. Khi đang mang quyền hành con càng phải từ khiêm tốn thì mới được Chúa Trời nhìn tới vui lòng nhiều hơn. Xin cho con trọn đời biết sống khiêm nhường, luôn hy sinh dân thân phụng vụ quê mình, vì rằng ai tôn mình lên tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn phần hài hà